tuyển Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jankovic đã gây chú ý trong làng bóng đá quốc tế với chiến thuật phòng ngự phản công đặc biệt. Hồi tháng 10, họ phải đối mặt với chỉ trích từ người hâm mộ dù đã giành chiến thắng 2-0 trước Việt Nam trong một trận giao hữu. Các cổ động viên cho rằng đội bóng của họ đã không thể kiểm soát trận đấu và thậm chí coi chiến thắng là xấu xí. Tuy nhiên, trong trận đấu mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2026, tuyển Trung Quốc đã thể hiện sự hiệu quả khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 bằng lối đá tương tự. Mặc dù tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ 37% so với 63% của Thái Lan, đội bóng của huấn luyện viên Jankovic đã chứng minh được sức mạnh của chiến thuật phòng ngự và tấn công nhanh. Trang truyền thông 163 của Trung Quốc đã so sánh phong cách chơi này với thời kỳ huấn luyện viên Park Hang-seo còn dẫn dắt tuyển Việt Nam, nhấn mạnh vào việc chú trọng phòng ngự và tận dụng cơ hội. 163 cũng bình luận rằng, mặc dù phải đối mặt với chỉ trích trước đó, chiến thuật của tuyển Trung Quốc không hề xấu.